Hello, xin chào anh em nha. Trong video này mình sẽ nói một chút về cái túp macro cho máy ảnh Canon DSLR. Cái túp macro này là của hãng Makey các bạn nhé. Đây là những cái túp macro của bọn kiểu nó không có thương hiệu ấy. Với cái mức giá nó rẻ hơn, nó sau một quá trình bán cái này ấy, thì nó xảy ra khá là nhiều những cái vấn đề kiểu như là đây này, các bạn nhìn này. Khi mà chúng ta gắn vào ấy, cái độ chắc chắn của nó không tốt, thế đâm ra là mình thấy là chất lượng của nó không tốt. Thế đơn ra bây giờ mình sẽ lấy cái loại này. Loại này nó sẽ đắt tiền hơn so với cái túp này các bạn nhé. Giá của nó rơi vào tầm 600.000 cơ. Và trong video này mình sẽ nói cho các bạn xem là cái sự khác biệt nhau của nó là gì. Thì các bạn có thể thấy được là cái độ hoàn thiện của nó cũng khác nhé. Đây, như các bạn có thể nhìn thấy chữ chiếc của nó này, nó in khá là rõ nét này, có những cái chấm đỏ ở đây khá là rõ. Nhưng trong khi đấy cái hàng kiểu giá rẻ này, các bạn có thể nhìn thấy nó in khá là mờ cũng như là nó không tinh xảo, đúng không ạ? Ở đây nó là được mạ chrome này, nhìn sáng rất là bóng luôn này các bạn này. Còn đây nó là gì? Đây chỉ là một cái nhôm thôi, nó khá là xỉn màu. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Một bên nó khá là bóng, đây, mặt dưới các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn, đúng chưa? Ốc đây nó làm rất là tinh xảo, còn cái ốc này thì nó làm theo kiểu là cái loại ốc rẻ tiền. Thì nhìn trông nó đã tét này rồi, mà hàng mới chứ có phải hàng cũ đâu mà đã tét như thế này rồi. Và khi mà mình cầm cái túp này ở trên tay ấy, thì cái hiện tượng mà nó gọi là bị lắc như này là không còn nữa này các bạn này. Các bạn thấy chưa? Đấy, nó không có cái tiếng đấy nữa nhé. Còn cái hàng túp giá rẻ này, đây, túp macro giá rẻ, các bạn thấy chưa? Nghe, các bạn nghe thấy tiếng chưa? Đấy nhá. Để mình lấy thêm một cái nữa để cho các bạn xem nhé. Không, các bạn nghĩ vào mình có một cái này lỗi đây nhé, cái nữa nhé. Đây, các bạn, đây, cái này nó còn nặng hơn. Các bạn thấy chưa? Nó lắc lắc này chưa? Thì do vậy mà khi mà các bạn sử dụng nhé, các bạn sử dụng những cái len nặng, ví dụ như những cái len mà 70-200 mà chúng ta gắn cái túp này vào, nó sẽ có một cái kiểu bị dơ như này. Mà nếu bị dơ như này, trong trường hợp là nó máy có thể là không nhận khẩu. Vì vậy các bạn nên cân nhắc nhé. Tiền nào nó của đấy thôi, chúng ta sử dụng hàng giá rẻ thì chúng ta sẽ không thể nào có được cái chất lượng của nó tốt được, đúng không ạ? Thì cái túp này vẫn có thể sử dụng được cho tất cả những máy DSLR, kể cả những cái máy full frame như 6D hoặc là những cái máy như 5D2, 5D3 các thứ. Các bạn mà vẫn đang sử dụng những 700D, 800D hay là 70D, 80D thì đều vẫn có thể sử dụng được cái túp này. Túp macro này nó sẽ gồm 3 khúc như thế này. Thì đối với những cái ống kính và cái tiêu cự nó nhỏ thì các bạn chỉ dùng một khúc thôi, và chúng ta phải đẩy cái tiêu cự nó lên cao. Ví dụ như ống kính 18-55 thì chúng ta chụp vào những cái tiêu cự 55 và chúng ta sử dụng một khúc hoặc là hai cái khúc ngắn này thì cái độ phóng đại nó sẽ tốt. Và cái khoảng cách bắt nét của nó các bạn phải nên hiểu nhé. Ví dụ như cái ống kính là 18-55 này, khoảng cách macro gần nhất của nó 25 cm, thì khi chúng ta gắn cái túp này vào thì cái khoảng cách bắt nét của nó sẽ ngắn hơn 25 cm, và qua đấy sẽ giúp cho cái độ phóng đại của nó lớn hơn so với cái ống kính bình thường khi mà chúng ta không gắn túp. Các bạn phải lưu ý là như vậy. Do vậy mà khi mà khoảng cách bắt nét ngoài 25 cm thì cái ống này nó sẽ không bắt nét được nữa nếu chúng ta gắn cái túp này. Các bạn muốn bắt nét ngoài 25 cm thì chúng ta phải tháo cái túp này ra. Đấy, do vậy mà những cái túp này khi mà các bạn gắn vào thì nó chỉ bắt nét ở cái khoảng là dưới 25 cm, đổ lại ở trên những cái thông số của ống kính. Không có một cái công thức cụ thể nào, tại vì là đối với cái ống kính 18-55 STM này thì cái khoảng cách bắt nét của nó là tối đa là 25 cm, thì khi chúng ta gắn túp vào khoảng cách của nó sẽ rơi vào tầm từ mép này đến 25 cm, các bạn hiểu chưa? Đấy, ok nhé. Thì đấy, trong video này chủ yếu mình sẽ nói sơ qua về cái độ hoàn thiện của những cái túp macro mà bên mình đang bán. Và đây sẽ là một cái video để cho các bạn mà hay so sánh giá có một cái nhìn khách quan nhất là vì sao cái túp của bên mình nó lại đắt hơn so với một số nơi khác đang bán các bạn nhé.